Xin thưa quý bà chị em, mỗi năm cứ tháng bảy âm lịch về là em lưu dân và Phật giáo cho tháng bảy này là tháng cô hồn. Tại sao là cô hồn? Cô hồn là hồn của linh, hồn không có ai thờ, hồn không có ai cho ăn, cho nên người ta mới về tháng bảy này. Cho nên chúng tôi các bạn anh chị em, nhiều người tin rằng linh hồn người chết về nhân và người sống để nói chuyện, nói những quá khứ hiện tại tương lai là có quy mô, người ta tin như thế mà. Nhiều người tin như thế cho nên nó chạy đến các ông thầy của thầy ngài để xin gọi hồn về cho biết ý kiến phải quyết định như thế nào trong những việc quan hệ như là xây nhà, và khi mày về động như vậy hồn nó đi thì nó làm thế, dù có phải mất tiền hay là phải chết. Vì vậy chúng ta đã chắc là gì trong cái thời 4.0 này rồi vậy bạn, mà còn có nhiều người chạy theo cái phong trào gọi con báo đó. Chúng ta đã nghĩ ra vài nơi cụ thể là chùa Ba Vàng, cho nên kính thưa các bạn anh chị em, ai trong chúng ta công nhận rằng là người sống có người là có hồn và có xác, có hồn không xác thì là hồn đi lang thang, người ta cũng gọi là hồn ma bất tưởng hay là vô hồn. Cho nên ngược lại chỉ xác mà không hồn thì người ta nói là xác chết không hồn các bạn. Vì vậy mà con người là tổng hợp của hồn và xác. Hồn và xác có tương quan mật thiết chặt chẽ với nhau, cho nên người ta nói các bạn vậy là hồn ngang xác mạnh mà. Cho nên khi mà thân xác có tiếng nói của thân xác là ngôn ngữ, thì linh hồn có cái ngôn ngữ của linh hồn, đó là tiếng nói lương tâm mà theo nhân dân người ta gọi. Còn chúng ta còn thêm là tiếng nói của Chúa trong lòng. Vì vậy mà người ta gọi hồn người chết về và hỏi nên làm điều này hay làm điều kia, thì hồn đó là người đã có nói với người còn sống hay hãy làm những điều lành mà tránh những điều dữ. Nếu mà chúng ta làm điều đó thì chúng ta được hồn ngàn sanh. Còn có những lúc hồn về nói người này thì đó là quỷ không phải là hồn ma. Thì bởi vì ông bà cũng dạy đó là ma gì thì bị giữ mà. Vì vậy thưa ông bà cũng sẽ trong đời sống thường nhật đồng ý là vật chất nó có cần thiết, nhưng tinh thần nó có giá trị đẹp và giá trị quý báu hơn nhiều. Chẳng hạn như lòng chung thủy thì đáng ra gần hơn là nhan sắc chứ. Dù em có xấu thì những em vẫn chung thủy, vẫn chung tình, vẫn yêu anh, vẫn xây dựng hạnh phúc, nó đẹp hơn, nó giá trị hơn là đẹp nhưng mà giả dối. Cho nên tình yêu thương chung thủy nó quý hơn là bạc vàng. Vì thế mới có những người đã hy sinh cho người mình yêu, có những kẻ chết cho người lý tưởng, cho cái mừng Chúa, cho Chúa và cho nhau. Cụ thể chúng ta thấy trước mặt chúng ta Chúa Giêsu chỉ là chỉ chết thế, Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã hy sinh con của mình để định mặc lấy thân xác vàng này để ngày sau giảng, ngày thương xót, ngày cô cùng, ngày chăm sóc con người cả hồn lẫn xác, và cuối cùng ngày chết để cứu độ con người cả hồn lẫn xác mà. Cho nên hồn ngàn sản phẩm cả hồn sát ngay đời này và đời.
Teresa Calcutta của chúng ta, Thánh Teresa, đã suốt 65 năm biên tập tuổi để đi sư phụ cụ cho lý tưởng tiện mừng là thương xót và phục vụ tha nhân. Và tha nhân đó là ai? Là những người nghèo, những người cô bé cô thân, những người khuyết tật, những người bị xã hội loại trừ, bởi vì họ là con người có thân xác, có hồn và có xác quý trọng biết bao. Họ là con người được có sinh ra và là con cái của Chúa và được Chúa cứu độ họ, và họ là hình ảnh Thiên Chúa. Chúa Giêsu hình ảnh Thiên Chúa Giêsu đâu cũng đang cần họ giúp đỡ, đang cần họ sẻ chia, đang cần họ chăm sóc, không để họ cô đơn cả đàn. Cho nên kính thưa các bạn và anh chị, trong đời sống thường ngày chúng ta đi nghe tiếng hồn gọi không? Nhưng mà thực tế hầu lúc của cái cảnh sát á, và nhiều khi cảnh sát mình lo chạy theo vật chất mà không nghe tiếng hồn gọi, hồn mình lúc gọi chẳng hạn như cảnh sát đói bụng muốn giơ tay hai cái kiếm hay là hai cái ổ dao, hồn gọi đó là tội nha. Rồi chẳng hạn như là mình muốn bỏ được, mình nhiều khi mình bỏ lễ ngày sinh nhật mà hồn gọi cho vào mai này thuộc về thế giới thiên liêng, làm sao để ăn uống cho cái đã đời mà nó
Vì vậy giáo phụ kia mới mời hồn về để ăn ơ ăn chơi cho sang cả đàn, ăn chơi được không? Đọc không? Cái lầm lầm của ông ta là hồn ăn được, nên ý gọi hồn của ông ta là hồn linh ly và quan tưởng. Vì vậy mà chúng ta kết thúc rằng rõ ràng có kết thúc để chúng ta ghi nhớ lời của Chúa trong hồn của chúng ta, chúng ta sống để được đi như vậy. Phúc âm kết thúc. Thiên Chúa bảo bảo ta chuẩn lúc nổi đến nay ta gọi, ta sẽ gọi mạnh ngươi gì, những gì ngươi sẵn sàng đó phải về tay ai. Kẻ nào không biết của cải cho mình mà lo làm giàu, mà không lo làm đẹp trước mặt Thiên Chúa, thì số phận y như vậy. Phận y sẵn sàng. Cho nên những người đối với bạn là chị em, hãy để ý trong câu chuyện hồn gọi của người phụ hộ, chúng ta thấy rằng trong căn nhà của ông ta có ai? Chẳng có con này, không có vợ, không có con gì, không có cháu, không có đàn con cháu đó gì, một mình ông thôi. Cho nên chúng ta thấy không bệnh bạc, không lối xuống, mà chỉ một mình ông lẻ thôi. Nổi bật cho nên cho chúng ta một thế giới khép kín và lạ lùng, lạnh lùng. Bởi vì ông ta sống ích kỷ, ông ta sống vô cảm, ông không giao lưu với ai, ông sống một mình trong nhà hoang vắng ảm đạm, u ám và đầy điêu tàn như thế. Ông sống làm sao, ông không ai chơi với ông gì. Cho nên ông sống làm sao để giờ ông sống mà như không sống, mà sống với người ta thì như là cô độc, cô đơn và thành cô bộc. Thưa các bạn, một triết gia đã nói con người sinh ra là sống cho, sống với và sống nhờ. Cho nên sống trong cuộc sống này, chúng ta hãy tạo cho mình một mối tương quan với Chúa và với tha nhân. Mà năm nay một thánh chúng ta nói đến một giáo hội nhiệm hạnh, một con người nhiệm hạnh, một giáo sĩ nhiệm hạnh. Và lời của ngày hôm nay, lời mời gọi của chúng ta hãy nhiệm hạnh với Chúa, là tham gia và hiệp thông với Chúa trong kinh nguyện, trong lễ lạy, trong đời sống đạt được đức tin mà cha con sẽ lên dễ với đời lễ để nhắc đến một cộng đoàn đức tin sống động mạnh mẽ là nhờ chúng ta nhìn ông tham gia với lời của Chúa, với sứ vụ của Chúa là yêu thương, thăm viếng, chăm sóc, đỡ đần, hy sinh những người mà đang cần chúng ta giúp đỡ. Đó mới là sống hiện hành. Vì vậy sống với Chúa, sống với tha nhân để làm gì? Để Ngài nâng đỡ, để Ngài cắt điểm, để Ngài nên ánh sáng tinh lý cho chúng ta, để Ngài xoáy ra lời sáng, lời Chúa là ánh sáng vào trong tâm hồn và tâm sáng của chúng ta, để cho chúng ta sống mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Còn sống với Chúa, còn sống với tha nhân là chúng ta hãy để cho từng người được khen ngợi sự điều tốt bình an, thì chúng ta hãy chiêm vui sẽ buồn, chia ngọt đắng cay với người còn sống hay là người đã qua đời, khi tình thương như lúc gian nan và khi ốm đau như khi đã chết đi. Vì vậy mà lời Chúa trong bài đọc hai Phaolô nhắc nhở anh chị em chúng ta rằng anh chị em đã được chỗ dậy cùng với Đức Kitô thì hãy nên tìm hiểu những gì thuộc về chủ nhớ cho Đức Kitô đang được kêu gọi Thiên Chúa. Vì vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc là thế về cả giới trong con người anh chị em, ấy là cá nhân mình cố quê để đam mê ước muốn sống và tham lam, đó là xác sống ấy, chứ không phải hồn. Cho nên anh chị em đừng nói với nhau vì anh chị em này bỏ người cũ với những hành vi của nó rồi, anh chị em mặc lấy con người mới, con người hàng đổi mới theo tinh thần đấng thánh hóa, đấng sáng tạo để được đời. Cho nên hồn luôn muốn là chúng ta hãy đổi mới, hãy sống thánh thiện, hãy sống bình an và hạnh phúc, và nhất là hãy sống hiến hành với Chúa và với tha nhân. Sống này ước gì qua đời Chúa ngày hôm nay để chúng ta sống một đời sống này luôn tạo cho mình một mối tương quan hiến hành với Chúa, với tha nhân, với tha nhân và với hồn của mình, bằng việc là sống hết tình cho Chúa, hết sống triệt để cho lời của Ngài và lời đồng thời luôn theo tiếng nói của lương tâm và tiếng Chúa.
người trong 11 món thương xác phải có và thương linh hồn phải có. Chúng ta sống cái chân mình, chúng ta đọc đi, trên cái chân mình chúng ta đọc đi, có gì ra hàng ngày chúng ta thực hành đi, chúng ta sẽ được hồn ngài sanh mạnh nhờ lời của ngài và để lời của Chúa ngõ hồn cho chúng ta được hồn ngài sanh mạnh ngay hôm nay và mai sau để được vạn phúc. Đừng để rơi vào số phận của người ông cứu hộ kia là cô hồn cả ngày. Với những gì đã nói, mời chị chúng ta.